Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với buổi livestream của Thẩm Mỹ Viện của chúng tôi ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta lại vui mừng chào đón một cô ca sĩ xinh đẹp đến từ cuộc thi The Voice năm 2013 là ca sĩ Diễm Hương. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chị Hương ngay bây giờ nha. Vâng, em xin chào chị ạ. Chị Hương ơi, rất là vui khi mà được gặp chị tại buổi livestream ngày hôm nay. Thì em được biết là trước đây chị đã từng nâng mũi đúng không? Dạ, đúng, em có từng nâng mũi. Dạ, lý do vì sao mà mình lại đến Thẩm Mỹ Viện để được tư vấn và sửa lại mũi của mình ạ? Thật sự là cái mũi trước của em thì đợt mà em thi The Voice là em đã có sửa một lần rồi. Nhưng mà lần đó là em có sửa ở một thẩm mỹ viện khác. Nhưng mà thật sự là mũi nó không được sắc. Và khi mà em lên sân khấu hoặc những lúc hát nó vẫn chưa thoát được cái âm thanh của em ra được nhiều. Vì là cái mũi nó không được cao và nó vẫn được nó bị hết, nó to quá, nó không được đẹp. Thì em có quyết định đi tham khảo các thẩm mỹ viện khác. Thì thật sự là ở Việt Nam này thì rất là nhiều thẩm mỹ viện. Em cũng rất là sợ và cũng không có chắc là mình phải đi phải làm sao, rồi mình suy nghĩ cũng là cả một vấn đề. Nếu mà sửa không đẹp nữa thì mình không hiểu mình làm sao nữa. Thì thật sự em có một người bạn có sửa ở thẩm mỹ và đã giới thiệu cho em đến đây để em sửa lại mũi. Thì em cũng phân vân là em cũng chẳng biết là em có được đẹp như bạn em hay không. Cái niềm tin của em thì em cũng tại vì thấy nhiều người quá sửa thì lại đó thế này thế kia thì em cũng có một cái tâm lý một xíu. Nhưng mà sau khi em thấy bạn của em lành rồi, đẹp rồi thì em lại rất chắc chắn và em cũng tin tưởng ở thẩm mỹ sẽ làm cho em đẹp và em đã quyết định em đến đây để em làm. Vâng ạ, được biết là bạn đã thực hiện dịch vụ mũi S-line cấu trúc đúng không? Dạ, nay mũi mình đã được bao lâu rồi Diễm Hương ha? Thật sự ra mũi em thì được 15 ngày. 15 ngày. Được 15 ngày. Vâng ạ, chúng ta có thể nhìn form dáng mũi S-line cấu trúc sau 15 ngày đang rất là mềm mại, thanh thoát và hài hòa với khuôn mặt của bạn. Và ngay bây giờ đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và chào đón Dr. Bắc, là giáo sư danh dự trường Đại học Y khoa Catholic, cũng là thành viên Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Quốc tế và cũng chính là giám đốc thẩm mỹ viện của chúng tôi. Và ngày hôm nay bác sĩ Bắc sẽ thăm khám và trò chuyện với chị Diễm Hương và sẽ phân tích cùng chúng ta hình ảnh trước và sau phẫu thuật của chị Diễm Hương. Vâng, em xin chào bác ạ. Xin chào. Nice to meet you. Today I will introduce this case, this beautiful woman. Actually, in the before surgery is photo. Frankly, she got a no surgery, but you can see a little bit deviated to the right side, and she wants a higher nose. At that time, she did not satisfy with the result, and in addition, these two between the both sides of the retro the temporary area is very deficient. So we can give advice how about the more the volume look younger than before. So we can fix the nose and then higher with using the ear cartilage and make higher than before, and then fix in the midline the nose and make an adequate implant. And but maybe just underneath the scar hairline, so we cannot see any scar. So I think she would be very happy with the result, and she very satisfied with the nose surgery. And later, actually, she. Anh translate for you. Xin chào các bạn. Dr. Park mới nói, mới phân tích về hình ảnh của bạn Diễm Hương trước phẫu thuật. Thì ở tình trạng bạn Diễm Hương, bạn đã làm cái mũi, nâng mũi ở một người nơi thẩm mỹ viện khác. Thì giống như bác sĩ Park phân tích đó, thì cái thứ nhất là cái sống mũi ngay chỗ này nó còn thấp. Cái thứ hai là chiếc mũi của bạn ngắn. Chiếc mũi của bạn ngắn làm cho cái mũi bạn vẫn còn hết ha. Bạn chưa hài lòng về điều đó. Và cái thứ ba nữa là cái sống mũi nó hơi bị lệch. Hơi bị lệch ở bên phải một xíu. Cái điều đó làm chiếc mũi chưa được đẹp. Thì
bác sĩ Bắc đã cùng với ekip của phẫu thuật viên đã điều chỉnh lại cái mũi, làm một cái mũi tự thân cho bạn, lấy sụn tai, sụn bắt ngang ở dạng đầu mũi và làm cái sống thẳng cho bạn và làm cái mũi của bạn nó cao hơn. Bên cạnh đó thì các bác sĩ cũng hội chẩn và đánh giá rằng bạn Diệm Hương có cái vùng thái dương này rất là khuyết, khuyết nó không được đầy đặn, chưa có được đẹp. Thì chúng tôi cũng tiến hành tư vấn cho bạn và bạn đồng ý thì chúng tôi đã tiến hành là đồn cái vùng thái dương này của bạn. Và kết quả sau 14 ngày nâng mũi và đồn rãnh thái dương thì các bạn có thể quan sát ở trên vị khách hàng của chúng ta. Đây là đây chỗ mổ này thì thật sự là Hương cũng rất là ưng ý. Khi là không thấy vết sẹo gì cả, đấy là chỉ sau 15 ngày. Thấy không thấy? Không thấy sẹo gì. Thật sự không thấy, không thấy sẹo mà chỉ thấy mất đi một phần tóc thôi. Tại vì là tóc thì mình phải mất đi rồi. Chị chú Hương có thể vén hai cái tóc để chúng ta có thể so sánh hình trước và sau khi mà độn rãnh thái dương tại thẩm mỹ viện được 14 ngày nha. Mọi người có thể nhìn khuôn mặt đầy đặn hơn và có vẻ là thanh thoát hơn, phúc hậu hơn rất là nhiều. So I think later, and actually she wants now this area just below her eyes, a little bit you can see a sunken area. It means a little bit older than her age. So, and frankly, she wants a little bit the better than now. So I really advise to her that the first time, how about just injection of a little bit filler, very naturally, and then we have to think about this area. It's not good, I think. I think this area, you have to feel something material or filler, or how about this a little bit lifting, like this. Look more younger than now, I think. So we have to consider later. Ở trên mặt Diệp Hương thì bác sĩ Bắc đánh giá rằng cái mắt của bạn là cái vùng da dưới mi dưới nó hơi tối màu, và bên cạnh đó thì có một số nếp nhăn và nó hơi trụng, hơi trụng vô. Điều đó làm cho bạn có vẻ không, bạn hơi già một tí xíu. Thì bác sĩ Bắc có đề nghị với có tư vấn với bạn một số phương án, ví dụ như là filler để mà làm một chút filler để mà làm đầy cái vùng này nữa. Sau đó sẽ nhìn bạn trẻ hơn, hoặc là có cái cách ví dụ như là bạn căng da phần trên mặt này, căng da nhẹ nhàng thôi một tí xíu thôi, thì sau đó thì cái khuôn mặt của bạn nó sẽ trẻ trung hơn và mất những nếp nhăn này và lấy đi cái vùng da hơn. Vâng ạ, để thay đổi không khí livestream chút xíu thì theo 1000 lời yêu cầu thì ngay bây giờ ca sĩ Diễm Hương thì chúng ta có thể gửi đến mọi người một đoạn thôi, một đoạn nhỏ, một ca khúc mà chị Diễm Hương yêu thích trong suốt thời gian qua được không ạ? Vậy thì bây giờ tôi sẽ tặng cho mọi người một ca khúc cũng là một cái vòng ấn tượng nhất của The Voice 2013 là bài What's Up. Trying to find a song, my life is too. Trying to get a creepy hello for destination. I feel like creepy when you were sure the world was better than his brother who opened. For whatever that means. And so I cry. Time when I'm flying, bitch, you still get it out of what's in my head. And I am feeling a little bit cuter. And so I wake up in the morning, I step outside, and I take a deep breath, and I get real high, and I dream top miles, what's going on? And I say, hey, 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 hey. I say, hey, what's going on? And I say, hey, 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 hey. I say, hey,
But what's going on? Tuyệt vời đúng không mọi người? À, nếu mà chúng ta yêu thích giọng hát của ca sĩ Diễm Hương thì có thể là thả tim cho cô ấy cũng như là kết bạn theo dõi Facebook của ca sĩ Diễm Hương để tiếp tục theo dõi những hình ảnh thật là xinh đẹp cũng như là những bài hát mới nhất của ca sĩ Diễm Hương nha mọi người. Và một lần nữa xin được rất cảm ơn sự có mặt của ca sĩ Diễm Hương cũng như là Dr. Bắc, giám đốc thẩm mỹ viện đã có mặt tại buổi livestream ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn.